Chiều ngày 27 tháng 6, Wuling đã tiết lộ mẫu hatchback điện Bingo đầu tiên sẽ về Việt Nam. Hai chiếc Bingo đã xuất hiện tại nhà máy ở Văn Lâm, Hưng Yên. Theo thông tin từ hãng, Bingo EV sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam, với hai phiên bản có phạm vi hoạt động khác nhau, bao gồm phiên bản 333 km và 410 km. Như vậy, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ hai ở Đông Nam Á phân phối Bingo EV. Thiết kế của Bingo không thay đổi so với các thị trường khác. Xe có kích thước tổng thể dài rộng cao là 3.950mm, 1.708mm, 1.580mm, cùng chiều dài cơ sở 2.560mm. Đây có thể được xem là một chiếc hatchback cỡ B. Bingo EV trang bị đèn pha LED với thiết kế giọt nước, tích hợp đèn ban ngày LED. Đèn hậu cũng sử dụng công nghệ LED. Xe có lưới tản nhiệt kín. Nội thất của xe được trang bị ghế da, vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 in nối liền, với màn hình cảm ứng giải trí 10.25 in và cần số dạng núm xoay. Bingo EV được trang bị một motor điện đặt ở cầu trước, cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn 150 Nm. Phiên bản có phạm vi hoạt động 333 km đi kèm gói pin LFP 32 kW, trong khi phiên bản 410 km sử dụng pin 38 kW. Xe sử dụng bộ sạc AC tiêu chuẩn 3.3 kW, với thời gian sạc đầy 9 giờ. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30 đến 80% trong 35 phút. Mẫu hatchback điện Bingo EV nhập về Việt Nam còn được trang bị một số tính năng nổi bật, như ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động. Trang bị an toàn của xe bao gồm phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp và khởi động xe từ xa. Ban đầu, Wuling Bingo sẽ được nhập khẩu và sau đó sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước, tương tự như mẫu Mini EV. Thời gian ra mắt dự kiến là trong quý 3 năm nay. Giá bán của Bingo EV tại Việt Nam chưa được tiết lộ. Tại Indonesia, Bingo EV có giá từ 585 triệu trong khi ở Trung Quốc, giá bán dao động từ 199 triệu đến 297 triệu. Wuling hiện đang phân phối dòng xe điện mini Hongguang Mini EV tại Việt Nam, với hai phiên bản, gồm LV1 giá 239 triệu và LV2 giá 255 triệu.